câu chuyện Rồi tôi sẽ hạnh phúc. Không có hạnh phúc nội tâm, chúng ta không thể trao hạnh phúc cho người khác. Vậy tại sao nhiều người dành hạnh phúc sự ưu tiên rất thấp, trì hoãn nó đến phút chót, hay thậm chí cả sau chót, giống như câu chuyện sau đây. Hồi 14 tuổi, tôi ôn thi O-level ở một trường trung học của London. Cha mẹ và giáo viên khuyên tôi ngừng chơi bóng vào các buổi tối và cuối tuần để dành thời gian ở nhà học bài. Họ giải thích rằng kỳ thi O-level rất quan trọng và nếu thực hiện tốt, tôi sẽ hạnh phúc. Tôi đã làm theo lời khuyên, thực hiện tốt kỳ thi, nhưng nó không làm tôi hạnh phúc đến thế. Vì thành công của tôi có nghĩa là sau đó tôi phải học chăm hơn thêm 2 năm nữa cho kỳ thi A-level. Cha mẹ và giáo viên khuyên tôi ngừng đi chơi vào các buổi tối và cuối tuần, ngừng theo đuổi các cô gái, vì giờ đây tôi không còn theo đuổi trái bóng nữa. Và ở nhà học bài, họ bảo rằng kỳ thi A-level rất quan trọng và nếu thực hiện tốt, tôi sẽ hạnh phúc. Một lần nữa tôi làm theo lời khuyên và cũng một lần nữa nó không làm tôi hạnh phúc. Vì giờ đây tôi phải học chăm hơn bao giờ hết, thêm 3 năm nữa để có bằng cử nhân. Mẹ tôi và các giảng viên đã khuyên tôi tránh xa những quán bar, những bữa tiệc dành thời gian dài và miệt mài cho các môn học. Họ bảo rằng bằng đại học rất quan trọng và nếu thực hiện tốt, tôi sẽ hạnh phúc. Đến lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi thấy một vài người bạn cũ học hành rất chăm chỉ và có bằng tốt nghiệp. Rồi họ làm việc chăm hơn trong công việc. Họ miệt mài để tiết kiệm đủ tiền mua một thứ quan trọng, chẳng hạn như chiếc xe hơi. Họ bảo tôi khi có đủ tiền mua xe hơi, tôi sẽ hạnh phúc. Khi đã đủ tiền mua chiếc xe hơi đầu tiên, họ vẫn không hạnh phúc. Và giờ đây, họ đang làm việc chăm chỉ để mua một thứ khác, hy vọng khi ấy họ sẽ hạnh phúc. Hoặc họ đang vật lộn những khát khao, yêu đương, tìm kiếm một người bạn đời. Họ bảo, khi đã kết hôn và ổn định, tôi sẽ hạnh phúc. Kết hôn rồi, họ vẫn không hạnh phúc. Họ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, kiếm cả việc làm thêm để tiết kiệm đủ tiền mua một căn hộ hay một ngôi nhà nhỏ. Họ bảo tôi khi đã mua nhà, tôi sẽ hạnh phúc. Không may, việc trả góp hàng tháng cho ngôi nhà của họ vẫn không làm cho họ hạnh phúc. Chưa kể, giờ họ bắt đầu có một gia đình. Họ có những đứa con khiến họ phải thức khuya dậy sớm, ngốn hết khoản tiền tiết kiệm và làm tăng những nỗi lo lắng theo tốc độ của bước nhảy lượng tử. Rồi lại 20 năm trước, khi họ có thể làm những gì họ muốn, và họ bảo khi lũ trẻ lớn rời khỏi nhà và ổn định, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Đến khi những đứa trẻ lớn rời khỏi nhà, hầu hết cha mẹ sắp đến tuổi nghỉ hưu. Vậy là họ tiếp tục trì hoãn hạnh phúc, làm việc chăm chỉ để tiết kiệm cho tuổi già. Họ bảo tôi khi nghỉ hưu, tôi sẽ hạnh phúc. Sau khi nghỉ hưu hay thậm chí trước đó, họ bắt đầu quan tâm đến tôn giáo và đến các giáo đường. Bạn đã bao giờ để ý số lượng người già trong các nhà thờ và đền chùa chưa? Tôi hỏi vì sao giờ đây họ tới giáo đường. Họ bảo vì như vậy sau khi chết tôi sẽ hạnh phúc. Với những người tin rằng khi có điều này tôi sẽ hạnh phúc, hạnh phúc của họ chỉ là giấc mơ về tương lai. Nó giống như cầu vồng, chỉ cách vài bước chân ở đằng trước, nhưng mãi mãi ngoài tầm với. Họ sẽ không bao giờ thấy được hạnh phúc trong đời này hay thậm chí sau đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.